Trong cuộc gặp chính quyền địa phương diễn ra mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố sẽ nâng gấp đôi mức chi cho hạn chế ô nhiễm không khí. Hôm 4 tháng 9 giờ địa phương, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã tuyên bố kế hoạch tăng chi cho làm sạch không khí lên mức 1 tỷ euro, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ để cải thiện không khí ở các thành phố lớn, tránh việc phải ban hành lệnh cấm 5,3 triệu xe chạy dầu diesel. Chính phủ Đức đã đồng ý tăng gấp đôi mức quỹ làm sạch không khí hiện nay là 500 triệu euro lên 1 tỷ euro. Một nửa trong số này sẽ đến từ ngành ô tô và một nửa sẽ do ngân sách chi. Đề xuất cấm xe đã xuất hiện trong thời gian gần đây nhằm hạn chế ô nhiễm không khí do khói bụi xe cộ. Tuy nhiên, chính phủ Đức đã bác bỏ đề xuất này, một động thái khiến các doanh nghiệp sản xuất ô tô Đức thở phào nhẹ nhõm. Chính phủ Đức đã từ chối mọi lời đề xuất cấm các loại phương tiện. Chúng tôi cũng sẽ làm mọi cách để có thể không đưa ra lệnh cấm. Trước thềm bầu cử vào cuối tháng 9, nhiều ý kiến chỉ trích mối quan hệ thân cận của Thủ tướng Đức và ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến phê bình sự nương tay của chính phủ Đức đối với scandal gian lận khí thải bắt đầu từ hãng Volkswagen cách đây 2 năm.